Xin chào các bác, hôm nay em đóng đôi loa Tannoy M20V gửi về cho anh Dũng ở Sài Gòn. Thì có một cái hay một đôi loa này với một cái ông ly Lukman L501S này nữa. Thì bây giờ em đang đóng vào để gửi cho anh Dũng. Đây, sau thành quả hơn một tiếng đồng hồ thì đóng được như thế này rồi đấy ạ. Ui, tốn nguyên một cuộn băng dính 50 mét. Rất là kỹ. Đây, em còn đóng nốt con này nữa. Đây, em đang đóng con âm ly lúc màn cho anh Dũng này, anh mua cả bộ. Các bác thấy ok không? Dây dựa đầy đủ.